năm 2023. Hôm nay Vlog Minh Hải sẽ gửi đến các bạn một món nợ của mình với các bạn, đó là câu chuyện liên quan đến danh hiệu quả bóng vàng. À, mình sẽ dành quả bóng vàng cho ai và quan trọng nhất là vì sao lại như vậy. Cá nhân Minh Hải thì cũng uh, sau một khoảng thời gian rất là dài uh, tính toán rồi uh, so sánh cân đong đo đếm rất là rõ ràng thì ngày hôm nay uh, Vlog Minh Hải xin phép là sẽ công bố với các bạn về công bố với các bạn à, câu chuyện về quả à, bóng vàng và lá phiếu của mình, lá phiếu của mình ngày hôm nay sẽ ghi tên ai mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách rất là rõ ràng, à, có lẽ là nó sẽ chỉ có mấy cái yếu tố thôi các bạn nhỉ ví dụ như là câu chuyện liên quan đến quả bóng vàng nam này, quả bóng bạc nam này, quả bóng đồng nam này, quả <laughs> bóng vàng phút san này, quả bóng vàng, vàng nữ này và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những câu chuyện này Các bạn có câu hỏi gì liên quan đến chủ đề này thì các bạn cứ đặt ra nhá Mình sẽ trả lời nốt à, Xin chào mọi người, xin chào tất cả mọi người Hôm nay Minh Hải sẽ... À, trước khi vào chương trình livestream ngày hôm nay Chiều ngày hôm nay À, mình đã nhận được cuộc điện thoại của anh Văn Trần Hoàn Trưa ngày hôm nay thì mình có chia sẻ với các bạn về câu chuyện à, Nếu như bầu Đức mượn Hoàng Đức À, nếu như bầu Đức mượn lương Xuân Trường thì sẽ như thế nào? Thì uh, chiều ngày hôm nay mình có nhận được câu uh, trả lời từ anh Văn Trần Hoàn. Uh, anh nói khá nhiều những cái nguyên nhân nhưng mà cuối cùng đưa ra đồng kết luận là lương Xuân Trường khả năng rất cao là khó có thể khoác áo đội Hoàng Anh Gia Lai trong giai đoạn 2 của mùa giải 2023-2024. Và mình cũng xin được nói thêm là đến thời điểm này thì vụ việc này nó đang chưa có sự tiến triển. Còn sau này nó có sự tiến triển thì mình sẽ chia sẻ với các bạn sau. Bên cạnh đó là Lê Phạm Thành Long và Vũ Văn Thanh của Công an Nội. Thì mình nghe nói thông tin là lãnh đạo cũng đang có những cái ý kiến và mình nghĩ là khả năng này cũng rất là khó có thể xảy ra. À, đây là một bài toán không hề đơn giản cho huấn luyện viên kia đi sắc và cho bầu Đức. Khi mà hỏi Gia Lai sẽ phải căng mình ra để trụ hạng. Thôi câu chuyện đấy chúng ta không nói nữa. Hôm nay có một bạn có góp ý với mình là Minh Hải không nên đề cập đến nhiều tức là những cái chương trình ấy không nên đề cập nhiều. Ví dụ như là đoạn đầu nói rồi thì đoạn sau thôi. Đấy, rồi à, mọi người cũng bảo là à, Minh Hải dành nhiều thời lượng quá cho những cầu thủ mà à, mọi người cho rằng là nói như thế là hơi nhiều. Mình à, sẽ nghiêm khắc rút kinh nghiệm, mình cũng sẽ cố gắng là sẽ tính toán làm sao đấy về các cái đề tài để cho nó đỡ bị lặp lại. Bởi vì lặp lại ở đây thì nó không phải là lặp lại về thông tin mà nó có những cái tiến triển mới thì mình cập nhật cho các bạn. Cập nhật xong cho các bạn rồi thì là mình lại nói những cái thông tin nền để cho những người lần đầu tiên họ nghe cái câu chuyện này thì họ hiểu được. Đó Bây giờ thì mình xin phép để chia sẻ với các bạn câu chuyện là cái cuộc đua giành vàng năm nay thực sự là nó diễn ra rất khốc liệt. Những ngày cuối cùng của tháng 12 này thực sự là những ngày rất bất lợi cho Hoàng Đức. À, mình cũng đã trưng cầu ý kiến của một số người chưa có à, chưa nộp phiếu bầu, đấy có thể họ đã bầu chuẩn bị bầu rồi, đấy nhưng mà sau cái trận đấu giữa câu lạc bộ à, à, Thể Công Việt Theo và đội Hà Nội thì rất nhiều người đã chuyển từ Hoàng Đức sang bầu cho Phạm Tuấn Hải ở vị trí của bóng vàng và năm nay thì uh, ban đầu mình cũng có nói với các bạn là mình sẽ lựa chọn Hoàng Đức ở vị trí của bóng vàng nhưng mà đó là cái thời điểm mà mình mới nhận phiếu nhưng sau cái thời điểm mình nhận phiếu thì uh, Tuấn Hải đã tỏa sáng ở AFC Champions League uh, bạn ấy cũng đã tỏa sáng ở những cái trận đấu thuộc V-League và chúng ta nhìn thấy là những cái tháng cuối năm thì Hoàng Đức gặp rất nhiều vấn đề bạn ấy uh, ít được thi đấu và không được thi đấu ở trong hai trận đấu với Philippines và Iraq và loạt trận vừa rồi ở V-League thì Hoàng Đức cùng với Thể Công Việt Theo đã trải qua hai thất bại đó là thất bại trước câu lạc bộ Thành Phố Hồ Chí Minh và mới nhất là thất bại trước câu lạc bộ Hà Nội của chính Phạm Tuấn Hải hôm nay mình xin phép là sẽ thay đổi một chút về quan điểm thực ra cái này nó không phải là tiền hậu bất nhất nếu như mà mình mà bầu cho Hoàng Đức thì mình đã bầu ngay từ đầu và mình đã nộp phiếu luôn nhưng mình biết là trong cái loạt trận cuối năm nó rất là quan trọng vì nó có cúp châu Á này nó có đội tuyển quốc gia và nó có cả V-League cho nên là mình không bao giờ mình nhận được phiếu xong phát là mình bầu ngay rất nhiều quan chức các bạn nhé là đã bầu trước đó rồi thế bây giờ những người mà vẫn còn giữ lại tấm phiếu mình nghĩ là những người mà vẫn còn giữ lại tấm phiếu bầu của bóng vàng Việt Nam như mình này là hơi ít đấy và mình sợ rằng là nó sẽ còn rất nhiều những cái sự thay đổi ở phần cuối của tháng đấy cuối của tháng 12 tức là cuối của năm có rất nhiều cầu thủ các bạn để ý mà xem có thể là họ tịt ngòi từ đầu giải cho đến bán kết nhưng họ tỏa sáng ở hai trận chung kết là vẫn có khả năng tranh chấp của bóng vàng như bình thường đó cho nên là hôm nay mình có thể sẽ chia sẻ với các bạn một chút về vấn đề này và mình cho rằng là đây nó sẽ là một câu chuyện mà mình muốn công khai tất cả mọi thứ nhiều người bảo là ban tổ chức dành phiếu bầu cho ông thì ông cứ bầu đi làm sao ông cứ phải ông có phải hỏi ý kiến của mọi người xong rồi ông lại livestream chia sẻ về cái chuyện ông bầu cho ai <laughs> các bạn biết là ở việt nam thì không phải là ít người bầu rất nhiều người bầu và mỗi một người thì có một cách thể hiện khác nhau. Mình thì luôn luôn coi cái giải thưởng này nó là giải thưởng dành cho Vlog Minh Hải. Tức là cái 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 giải thưởng được bầu thì nó là nó là một cái niềm tự hào của chương trình Vlog Minh Hải mà Vlog Minh Hải mà thiếu khán giả thì không thể là Vlog Minh Hải được. Cho nên là mình xin trình cầu ý kiến của các bạn là rất là hợp lý. Bây giờ thì sau khi đã tính toán rất là kỹ lưỡng, mình xin phép được công bố cái quyết định của mình dành cho ba vị trí đầu tiên ở danh hiệu là quả bóng vàng nam việt nam mình sẽ bầu quả bóng bạc cho nguyễn tuấn anh của hoa gia lai à, một cầu thủ mà có lẽ là chúng ta cũng uh, ghi nhận rất là nhiều à, có lẽ là sự uh, sự đen đủi của số phận nó đã làm cho tuấn anh đúng là mất rất nhiều Đấy, cứ những cái giải đấu mà đội tuyển hoặc là các đội trẻ của chúng ta thành công thì tuấn anh phần lớn là bị chấn thương Đấy, rồi rồi uh, khi mà các đồng đội đã đi nước ngoài cũng đã có vài cái hợp đồng chuyển nhượng rồi thì tuấn anh đến bây giờ vẫn chưa nhận được tiền lót tay mình phải nói là rất là tiếc nuối nhưng mà mình nhấn mạnh với các bạn cái việc mình bầu cho tuấn anh ở vị trí của bóng bạc nó không phải là cái chuyện mà chúng ta thương cầu thủ này mà mình đánh giá là tuấn anh trong cả một mùa giải bạn ấy đã gồng gánh hoàng anh gia lai vất vả như nào và đến bây giờ bạn ấy vẫn đang rất cố gắng để thi đấu để cống hiến cho Hoàng Anh Gia Lai và để cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Với nhiều người thì nói rằng là Tuấn Anh thể lực không đủ để chơi cho đội tuyển quốc gia đủ 90 phút. Nhưng mình nói với các bạn là đấy là một ý chí vô cùng mạnh liệt. Bởi vì mình tin là nếu như không phải là ý chí của Tuấn Anh, nếu rơi vào một cầu thủ khác thì mình tin là có thể họ đã giải nghệ rồi. Chưa là cái mùa giải năm nay là cái mùa giải Tuấn Anh chơi rất tốt. Mùa giải năm nay là mùa giải mà Tuấn Anh cũng đã thể hiện được rất nhiều. Và các bạn thấy là với những huấn luyện viên châu Âu ấy, cái việc mà anh chỉ đáp ứng được 60% thời gian của trận đấu mà vẫn đá trong đội hình chính thì mình nghĩ là cực kỳ hiếm. Đấy và Tuấn Anh là một sự là một ngoại lệ. Mình nhớ là năm 2016 mình đã bầu chọn cho Lương Xuân Trường ở cái vị trí của bóng vàng nhưng mà về sau thì bạn ấy chỉ giành được bóng bạc thôi. Và mình hy vọng là năm nay biết đâu đấy mình bầu cho Tuấn Anh ở vị trí của bóng bạc thì bạn ấy có thể là tạo ra sự khác biệt. Mình nghĩ là à, Nó là một sự ghi nhận đủ cho Tuấn Anh Nhưng mà nó cũng sẽ không làm cho những Ứng cử viên nặng ký khác Mất đi cái cơ hội Đó Các bạn thấy đồng ý không ạ Mình à, mình bầu cho Tuấn Anh ở vị trí của ông Bạc Bây giờ là mình công bố với các bạn quyết định này Chứ mình không hỏi ý kiến của các bạn nữa Và các bạn cũng có quyền được bầu chọn trong trái tim của các bạn Đấy, một cầu thủ có thể là dành bao nhiêu danh hiệu cho nữa nếu như các bạn cảm thấy không thích thì đối với các bạn thì cầu thủ đấy cũng là trắng danh hiệu Một cầu thủ mà trắng tay đi chăng nữa Nhưng nếu các bạn thích Đấy vẫn là một cầu thủ vàng trong trái tim của chúng ta Đó là cái vị trí của ông bạc Còn vị trí của bóng đầm Năm nay thì mình sẽ bầu cho Hoàng Đức Như vậy là Vlog Minh Hải đã có một sự thay đổi Với cái tháng 12 rất khác biệt Với cái tháng 11-12 rất là khác biệt Của Phạm Tuấn Hải Thì mình sẽ bầu cho Hoàng Đức Ở vị trí của ông Bạc Và mình nghĩ là Hoàng Đức cũng không cảm thấy buồn đâu. Bạn ấy sẽ có thêm động lực bởi vì là à, đội tuyển thì à, Hoàng Đức hiện nay là đang đánh mất vị thế, hai trận gần nhất là không được thi đấu. Đấy rồi về V League thì cũng hai trận liên gần gần hai trận so le nhau, cách nhau một trận Hoàng Gia Lai thì Hoàng Đức và các đồng đội đều thua. Thua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó là thua đội à, Hà Nội vừa vừa rồi. Và trong trận đấu với Hà Nội thì Hoàng Đức chơi thực sự không được tốt. Một giải thưởng cho một năm thì nó là thể hiện cái phong độ trong cả một giai đoạn dài. Nhưng mà mình phải nói luôn với các bạn là Tuấn Hải ở V-League 2023, Tuấn Hải chơi cũng rất tốt về mặt cá nhân. Tất nhiên là câu lạc bộ Hà Nội thì chơi không được được tốt lắm. Đấy nhưng mà cuối cùng thì họ cũng uh, giành được cái uh, vị trí mình nghĩ cũng khá là cao, cái vị trí thứ nhì là cũng ổn rồi, đúng không ạ? Đấy còn uh, câu lạc bộ Viettel của uh, Hoàng Đức thì vào đến trận chung kết thua Đông Á Thanh Hóa ở trận chung kết của quốc gia. Thế là mình nghĩ là ở một cái chừng mực nào đấy thì Phạm Tuấn Hải đang nhỉnh hơn. Ở đội tuyển quốc gia Phạm Tuấn Hải ghi nhiều bàn thắng hơn Hoàng Đức. Nhưng Hoàng Đức lại kiến tạo nhiều hơn Phạm Tuấn Hải. Thì thôi hai cái đấy là mình cho là bằng nhau. Nhưng một cái điểm cộng rất lớn của Phạm Tuấn Hải đấy là ở AFC Champions League. À, có thể là bạn ấy ghi bàn từ à, chấm phạt đền trong cái trận gặp Urawa Reds à, nhà đương kim vô địch của AFC Champions League bây giờ đã bị câu lạc bộ Hà Nội FC của Tuấn Hải biến thành nhà cựu vô địch. Và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, một đại diện của bóng đá Việt Nam đã đánh bại được nhà đương kim vô địch tại AFC Champions League, một điều chưa từng xảy ra trong quá khứ. Nên là năm nay mình à, xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn về câu chuyện này. Mình sẽ dành cho Phạm Tuấn Hải cái vị trí là của bóng vàng, đốn anh của bạc và Hoàng Đức là của ông đồng. Mình biết là có thể Hoàng Đức sẽ hơi buồn một chút nhưng mà thôi, Hoàng Đức coi đây như là một cái động lực để mùa sau. Năm nay mà Hoàng Đức mà giành bóng vàng thì mình nghĩ là cũng rất là xứng đáng. Đấy, nhưng mà mình thì rất là cẩn trọng bao giờ cũng thế. Khi mà được trao quyền bình chọn một cái gì đấy là mình phải đợi đến ngày cuối cùng. Đến ngày gần như cuối cùng mình mới bầu chọn. Và mình tin là mình thuộc trong số những người cuối cùng bầu chọn. Vì ban tổ chức đã dục mình từ mấy ngày hôm nay rồi Đó Và xin chia sẻ với mọi người Quả bóng vàng 2023 Của Vlog Minh Hải Dành cho Phạm Tuấn Hải Quả bóng bạc Dành cho Nguyễn Tuấn Anh Và quả bóng đồng Chúng ta sẽ dành cho Nguyễn Hoàng Đức Và mình Năm nay mình dự đoán nhé Mình dự đoán khả năng Hoàng Đức sẽ dành quả bóng vàng Còn quả bóng vàng Phút San Rồi quả bóng vàng nữ Rồi các cầu thủ trẻ thì mình xin phép là thôi bảo lưu không có khi mà công bố thì à, sợ mọi người lại à, kêu. Nhưng quả bóng và vàng Phút San thì mình sẽ bầu cho Hồ Văn Ý. Quả bóng vàng nữ mình sẽ bầu cho Bích Thùy. Đấy. Còn cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thì khả năng rất là cao là mình sẽ bầu cho Thái Sơn. Đó. Đó là những cái gì mình chia sẻ với các bạn trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra, mình sẽ trả lời các bạn nhé. Bạn Vinh Phạm Thị, mình chả hiểu vì sao bạn vào bạn nghe livestream mà bạn lại bảo người livestream là nói ít thôi <laughs> Bây giờ mình dừng một phút thì liệu nó có còn là cái livestream không? À, đó là những cái mình chia sẻ với mọi người à, Đối với mình thì à, khi mà mình được lựa chọn để à, bầu chọn chính xác là ban tổ chức có gửi phiếu cho mình thì mình phải cân nhắc rất là kỹ mình nghĩ là mọi thứ ok bạn hòa lê có nói là tuấn hải của bóng vàng hoàng đức của bóng bạc tuấn anh không xứng đáng của bóng bạc đâu đấy là bạn lựa chọn còn mình thì mình sẽ lựa, mình đã lựa chọn rồi và mình xin phép là chốt lại ở đây chúng ta không nói về câu chuyện của bóng vàng của bóng bạc nữa ok rất nhiều à, các huấn luyện viên rất nhiều các quan chức họ đã bầu chọn à, ngay sau khi họ nhận được phiếu thế là mình xin phép các bạn là ngày mai mình sẽ gửi phiếu đi cảm ơn mọi người rất là nhiều bạn à, dương Hượng, Hượng, Nguyễn hữu của nó là bình bầu mà nhà báo đưa lên mạng là dở rồi chả có gì dở cả mình công khai tất cả mọi thứ mà có vấn đề gì đâu <laughs> hùng nguyên có nó là bạn hồng Nguyễn có ra là cầu thủ trẻ là đình bắc đình bắc không à, không thể so sánh được với à, với 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 à, mình nghĩ là đồng ý là đình bắc đúng là năm vừa rồi bạn ấy cũng rất là mạnh nhưng mà mình đánh giá thái sơn cao hơn thái sơn à, là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của v league cơ mà đúng không bạn à, Đặng Bùi Tú của nó là áo Minh Hải đang mặc không ấm được với thời tiết đang lạnh như hiện tại à, Các bạn mặc áo này chưa ạ Nếu các bạn mặc áo này thì các bạn sẽ thấy ngay Hôm nay chiều ngày hôm nay mình đi ra ngoài mình cũng mặc chiếc áo này Cực kỳ ấm luôn Mặc một chiếc áo len ở trong Một chiếc áo sơ mi Là sẽ cực kỳ đủ ấm luôn <laughs> Bạn Trung Pham nói là anh Hải cũng đánh giá theo cảm hứng rồi Nếu như mà các bạn mà vẫn cứ chỉ trích theo kiểu như thế này Thì từ năm sau mình sẽ không có công bố về cái chuyện bầu chọn nữa đâu Mình nói thật luôn Mình rất là tôn trọng quan điểm của các bạn Nhưng mà các bạn lại không tôn trọng quan điểm của mình Đấy các bạn không tôn trọng và nếu mà như thế này thì thôi từ lần sau tất cả những cuộc bầu bán Mình xin phép là sẽ im thiên thít Mình sẽ bầu đúng theo cái nguyên tắc của mình Chứ mình sẽ không nói nữa <laughs> mình đã nói với các bạn rồi mình biết là sẽ có nhiều bạn là khi mà cái bầu chọn của mình nó không hợp với cái quan điểm của các bạn thì các bạn sẽ chỉ trích ngay nhưng mà mình không nghĩ là các bạn lại nói ra những câu như vậy mình nói thật là cái việc đầu tiên mình nói mình là một người có trách nhiệm bởi vì là mình sẽ đợi đến ngày cuối cùng và mình có nói với ban tổ chức là em sẽ đợi xong cái trận đấu thể công viettel gặp hà nội em sẽ bầu Đấy và sau đấy thì mình còn tìm hiểu thêm rất rất nhiều những chỉ số nữa để mình đưa ra cái 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 quyết định của mình. Như vậy là mình rất là công tâm. Theo cá nhân mình đánh giá mình rất là công tâm. Trước đây thì mình đánh giá Hoàng Đức nhưng mà sau 2 tháng Tuấn Hải chơi thực sự là rất là tốt thì mình đã thay đổi. Bởi vì nó giống như trong bóng đá, đến phút thứ 80 rồi, người ta ghi bàn hoàn toàn có thể lật ngược lại được thế cờ. Chuyện này là chuyện rất bình thường trong bóng đá. Đấy, cái thứ hai nữa là mình rất trân trọng mà mình rất là tôn trọng các bạn thì mình mới chia sẻ chứ còn nếu mà mình không tôn trọng mà mình không trân trọng các bạn thì mình sẽ không chia sẻ đâu đúng không ạ mình sẽ ngồi lặng lẽ viết những cái tên vào bỏ vào phiếu bầu sau đó là gửi đi thì thực sự luôn là nó rất đơn giản bạn đặng tú bùi của nó là minh hải bầu ngược so với trước đây à thì bởi vì là cuối năm hai tháng cuối là tuấn hải chơi rất là tốt đấy cho nên là mình đã thay đổi quyết định của mình và hôm trước mình khi mà nhận được phiếu bầu mình cũng nói với các bạn là đấy là quan điểm của mình vào thời điểm đó. Còn về sau nó có sẽ, sẽ có sự thay đổi. Còn nếu như mình không có sự thay đổi thì mình đã gửi bỏ phiếu bầu từ thời điểm đó rồi. Bạn Hồng Phạm có nói là anh Hải cứ giữ lập trường của mình ạ. À. Mình nghĩ không cần để ý làm gì những ý kiến khác, 9 người 10 ý like cho anh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. <laughs> Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn ở phần đầu của chương trình. Cố gắng trả lời những câu hỏi của các bạn. Bởi vì là các bạn biết rồi đấy là trong bóng đá nó không phải cái gì là nó cũng diễn ra mãi mãi, không phải cái gì nó cũng duy trì được mãi mãi. Chứ là mình cũng khẳng định luôn với mọi người là năm nay mình đánh giá rất là cao cái sự cố gắng của của Tuấn Anh. Đấy và Tuấn Hải là bạn ấy đã có một cái sự cố gắng hết mình trong cái giai đoạn cuối của năm tức là hai tháng cuối mình nghĩ là như thế là cực kỳ chuẩn chứ Ok, chuyển chủ đề nhá Bây giờ các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra Mình sẽ trả lời các bạn thêm khoảng tầm 15 phút nữa Đấy Còn bây giờ thì vẫn là những cái sản phẩm mà mình chia sẻ với các bạn Với trang đông shop.vn Một website đã song hành cùng sức khỏe của mọi người trong một khoảng thời gian rất dài Bổ thận của dược quý đường giúp tràn chê sinh lực Như thời còn trai tráng cái sản phẩm này là nó hỗ trợ 100% cho các anh chàng của chúng ta mà đang hơi bị yếu nhá các anh chàng nào mà bị yếu ấy, thì các bạn sử dụng cái này vì nó có một cái tác dụng kép đó là cái đây mình sẽ nói với các bạn về cái tác dụng kép của nó đây mình sẽ view nó hơi to lên một tí các bạn sẽ nhìn thấy ngay đây nó có bạch tật lê là giúp tăng hàm lượng testosterone trong máu và nó chính là cái hóc môn kích thích cái ham muốn của chúng ta nhân sâm đương quy đông trùng hạ thảo cao ba long ba kích và kỳ tử thì sáu cái dược chất đáng quý này nó sẽ phối hợp với nhau và nó giúp cho chúng ta thực hiện cái ham muốn tốt nhất. Như vậy là nó đang có một cái nhiệm vụ kép. Nhiệm vụ đầu tiên là gì? Là đưa lại chúng ta trở lại như cái thời còn trai trẻ, ham muốn tràn trề. Và thứ hai nữa là nó đáp ứng được cái ham muốn đó. Thì cái này nó rất là tuyệt vời. Các bạn nhớ ngày uống hai lần mỗi lần từ 2 đến 3 viên và duy trì uống 3 tháng và duy trì tiếp đó thì mình quả quyết với các bạn là hiệu quả cực kỳ bền vững sung mãn tuyệt vời tràn trề sinh lực cuộc yêu thăng hoa hồi sinh phái mạnh và hạnh phúc viên mãn các bạn nhớ là mình có cái từ bền vững nhờ cơ chế nội sinh thì cái nội sinh này là sinh ra từ bên trong và cái bổ thận dược quý đường nó sẽ giúp cho chúng ta hồi sinh các cái nhà máy mà ở trong cơ thể của chúng ta vốn nó đã bị đắp chiếu tức là nó không còn hoạt động được nữa Đấy, thì bây giờ là nó sẽ hoạt động trở lại để nó sinh ra những cái chất mà cơ thể cần nó rất là phù hợp với cơ địa đó là lý do vì sao chúng mình nói với các bạn nó luôn luôn là tốt từ gốc và bổ từ trong Số điện thoại mình để trên logo 02477778877 Đấy, đặt hàng ngay ở đây các bạn nhé Còn nếu không các bạn nhớ nhắn tin qua Zalo Hôm nay có một bạn nhắn một cái tin rất là dễ thương Là khi mà anh chia sẻ cái chuyện là xịt da men là xịt thẳng và cậu nhỏ nó sẽ kéo dài cuộc yêu Thì đúng lúc đấy người yêu em bước vào và em ngượng chín cả mặt thì thực sự là mình nghĩ nó là cái vấn đề này là vấn đề là khoa học, nó là vấn đề sức khỏe. Chứ nói thật là nếu ai bị yếu nếu mà ai mà yếu thì cứ sử dụng thoải mái. Bởi vì nó hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta nó trở nên tốt đẹp hơn, chất lượng cuộc sống nó cao hơn, cũng chẳng có gì mà phải ngại cả. Đây là xịt da men nó là như thế đấy. À bên cạnh đó thì ở đây mình có thêm một cái sản phẩm nữa mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó là cái yến kiều Trưng Đông trùng ngoại thảo các bạn biết là yến xào đã rất là bổ rồi một cái trưng với đông trùng hạ thảo nữa thì nó còn bổ hơn nữa và đây chính là cái sản phẩm giúp cho chúng ta chăm sóc sức khỏe tốt hơn nó giúp cho những người đang chăm sóc đang được chăm sóc điều trị bệnh tật hoặc là vừa mới khỏi bệnh xong những người mà cần chế độ chăm sóc đặc biệt rồi những người làm việc nhiều những người bị lao lực thì chúng ta sẽ sử dụng cái yến kiều trưng đông trùng hạ thảo này nó sẽ giúp thể lực của chúng ta trở lại rất là nhanh nhưng chỉ dành cho trẻ chỉ dành cho những người trên 12 tuổi thôi còn trẻ em dưới 12 tuổi thì chúng ta nên sử dụng cái yến kiều kit bởi vì nó được sản xuất và nó được tối ưu cho cái hệ tiêu hóa của các cháu đấy các bạn nhớ nhé ở đây có rất là nhiều những cái sản phẩm mình muốn chia sẻ với các bạn hay là như phoi này này là nó hỗ trợ cho chúng ta giúp cho gan của chúng ta nó mạnh hơn bây giờ thì các bạn biết là an toàn thực phẩm ở Việt Nam bây giờ nó là vấn đề cực kỳ nhức nhối người ta ướp hóa chất rất là kinh khủng chứ là ung thư rất là nhiều bởi vì gan của chúng ta ấy, là nó không lọc kịp là gan được coi là một cái nhà máy xử lý hóa chất trong cơ thể nhưng nhiều khi chính nó lại bị trúng độc mà cái phoi sen này làm bằng tinh cái hoa nghệ tây đấy, giúp cho chúng ta sẽ tăng cường chức năng gan giảm nguy cơ bị sơ gan giảm nguy cơ bị viêm gan và giảm nguy cơ bị ung thư gan. Các bạn nhớ nhá, số điện thoại mình vẫn để ở trên đây, 02477778877. Các bạn ấn vào đây đặt hàng hoặc các bạn nhắn vào đây để có được Zalo. Các bạn cứ alo đến cái số 02477778877 thì các chuyên gia của mình sẽ tư vấn miễn phí cho các bạn 24/7 luôn. Ok mọi người. Bây giờ mình sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn các bạn có câu hỏi các bạn đặt ra nhá bạn bình nguyễn văn có nói là không nên giải thích nhiều với nhiều người bạn mạnh cường đào có nói là báo chí châu á còn ca ngợi phạm tuấn hải mà mình nói luôn là chả hiểu vì sao toàn là người việt nam chúng ta tự dìm nhau mình nói với các bạn là Uh, tiểu ban uh, kỹ thuật của liên đoàn bóng đá châu á uh, uh, ở việt nam là khen hai cầu thủ hôm trước là khen văn hoàng và trước đó là khen phạm tuấn hải hòa trần nói về công phượng đi anh thôi mình không nói về công phượng nữa bây giờ sẽ có mấy cái tên là mình sẽ dè chừng này công phượng là một này huấn luyện viên park hang seo là hai này là khả năng cao là mình sẽ phải uh, chờ những cái thông tin nó phải rất là đầy đủ mình mới chia sẻ với các bạn <laughs> bạn hường nguyễn thị thúy có nói là mình ăn cao ba long một tháng rưỡi giờ bị thoái hóa đốt sống lưng rồi không bạn nói thế nào ấy chứ sao lại thế nó bổ cho xương mà bạn chắc là bạn bị từ đó rồi bạn nên đi khám đi Chứ chưa ai nói là ăn cao ba long mà lại bị à, thoái hóa đốt sống lưng bao giờ cả Bạn à, Hoa, Hoài Văn Hồ có nói là quả bóng vàng Ngoài tài năng ra còn phải có đức độ Tuấn Anh thì được cả hai Bạn Nam Đỗ Phương có nói là nói về Đinh Xuân Tiến đi anh Đinh Xuân Tiến thì các bạn chờ mình nhá Hôm nào mình sẽ mình sẽ yêu cầu Đinh Xuân Tiến phải giải trình cho các bạn Các bạn cứ yên tâm bạn Duy Anh Nguyễn của nó là em thấy quan điểm của anh Hải thế là nhất cử lương tiện rồi. Anh em đừng cái chê như thế. Hoàng Nguyễn của nó là nói về ông Châu Gia tí đi anh ơi. Bạn Quyên Nguyễn của nó là đã bầu mà chia sẻ là không kín và không công tâm. Mình nói luôn là khi mà rất nhiều bạn đề nghị là anh Minh Hải ơi anh anh chia sẻ về cái quả uh, bóng vàng đi uh, Nói thật là lúc đấy mình đã rất là cân nhắc Bởi vì các bạn biết vì sao không? Bởi vì khi mà mình bầu chọn ấy Thì cầu thủ này sẽ ganh tị với cầu thủ kia Đấy nhiều khi bảo ơi anh chứng tỏ anh không quý em Rồi này nói cái khác rất, Mình bị rất nhiều lần thế rồi Nhưng mà ở đây ấy là Là nhà tổ chức họ tổ chức ra ấy, Là họ cần có một cái ý kiến công tâm của chúng ta chứ gây không phải là cái cơ hội để cho chúng ta đưa những người chúng ta thân thiết lên mình nói thẳng là như thế nếu mà nói về độ thân thiết thì ở trong ba cầu thủ này mình thân với hoàng đức nhất gần gũi hoàng đức nhất đấy và nói thật là tuấn hải mới là người mình ít nói chuyện đấy nhưng mà ở đây mình nói thẳng luôn với các bạn là tuấn hải rất là rất là hay báo chí của khu vực cũng như châu lục đánh giá rất là cao và với tư cách là một người làm chuyên môn thì mình không lựa chọn những người mình thân Mình không lựa chọn những người mình yêu Mà mình lựa chọn những người xứng đáng Đấy cũng là cách mà mình làm tròn trách nhiệm với khán giả Mình cũng làm tròn trách nhiệm với ban tổ chức và với giải thưởng Bạn Lê Quyết có nói là mình là người Nghệ An Nhưng thấy cách làm bóng đá của câu lạc bộ Hà Nội là có tính bền vững nhất Hệ thống lối chơi xây dựng được theo khối rất bài bản khoa học Không mang tính chộp giật như ở nơi khác Nói chung là mấy năm nay là Hà Nội đã kém đi rồi đấy, mình nói thật là mấy năm nay là Hà Nội đã kém đi rồi đấy. Chứ nên nếu mà họ duy trì được như cách đây khoảng tầm 5 7 năm, mình nghĩ là họ sẽ vô đối ở Việt Nam. Bạn Hưng Vũ có nói là Anh Minh Hải bao giờ mới đạt được quả bóng vàng nhỉ? Mình thì chỉ được uh, Nói chung là mình hay nói là anh em là mình uh, nói chung là chỉ được quả bóng lộ thôi các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra đi mình sẽ trả lời các bạn bạn hhtn có nói là quang hải với thanh huyền chuẩn bị ăn hỏi hả anh em cảm ơn anh đúng rồi à mình xin lỗi là mình sẽ không nói về tháng đâu nhưng cái ngày nó thì nó sẽ rơi vào ngày 20 theo những thông tin mà mình biết Vũ Minh Hiếu có nói là từ năm 2018 những cầu thủ dành của ông vàng như là Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết, Hoàng Đức đều không nằm trong kế hoạch của ông Chu Xe Anh Hải ạ. À. Cái chuyện này là chuyện bình thường. À, thực ra nói là không nằm trong kế hoạch thì không đúng đâu. Mà các bạn đây ấy bây giờ là hiện nay đang phải cố gắng để nằm trong kế hoạch A của ông ấy thì chính xác hơn. Sơn Nguyên 1976 có nói là sao nhiều người cứ khắt khe với Minh Hải làm gì? Đây chỉ là ý kiến cá nhân của Minh Hải thôi đâu phải là kết quả cuối cùng đâu Mọi người hãy chờ ban tổ chức công bố nhé Mình có phiếu bầu thì mình bầu Các bạn cũng có thể bầu ở trong trái tim của mọi người là ổn mà không Có gì đâu Hóa Trần của nó là Sông Lam Nghệ An hợp tác với câu lạc bộ Nhật Bản phải không? Đúng rồi, họ có cái ký cái, cái biên bản hợp tác với nhau. Bạn Hùng Nguyễn của nó là em chỉ tiết Tiến Linh thôi, Tiến Linh năm nay thì đúng là khó. Nam Đỗ Phương bao giờ có danh sách đội tuyển Việt Nam về anh? Đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có danh sách khoảng tầm uh, mình nghĩ là khoảng tầm uh, 3 4 ngày nữa, 5 6 ngày nữa. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm 24. Theo như mình 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 biết thì là khoảng tầm 24. Danh sách đăng ký sơ bộ thì cũng đã được nộp rồi, mọi thứ nó cũng đã khá là ngã ngũ rồi. Thanh Tùng có nói là anh Hải ơi Bùi Tiến Dũng có về Hoàng Anh Gia Lai không anh Cái này thì nói thật là không trả lời được Phải uh, đợi phải uh, Có lẽ là phải đến ngày 27, 28 tới Hồng Trần nhìn thấy Tuấn Hải Đá là chán hẳn Cu này nặng vía Đá đấm gì Ôi bạn hờ bạn Hùng Trần đây Bạn không biết là mình chả hiểu các bạn dựa trên tiêu chí nào Có lẽ là mình sẽ cân nhắc Việc là sẽ đọc comment của mọi người bởi vì comment của mọi người có nhiều người ấy comment nó bị sai lắm ấy bạn sơn nguyễn có nói là hoàng gia lai năm nay khó khăn quá không hiểu bầu đức có kế hoạch gì không à câu hỏi này của bạn rất là hay mình có thể trả lời bạn ngay bây giờ mình cũng đang cảm thấy rất lo lắng cho bù đức mình phải khẳng định với các bạn là như thế bây giờ có rất nhiều cầu thủ là họ không nhận lời có những cầu thủ thì hoàng anh gia lai lại cảm thấy không đủ điều kiện thật sự là bây giờ quá khó luôn Thôi không nói uh, về quáng vàng nữa nhá. Mình sẽ kết thúc chương trình quáng vàng ở đây. Các bạn uh, hỏi cái gì đấy ngoài quáng vàng thì mình sẽ trả lời. Còn uh, có lẽ là từ năm sau mình cũng sẽ không nói về quáng vàng nữa. Mình cứ để đến khi nào mà tức là khi nào mà cái danh sách ứng cử viên được đưa ra thì mình sẽ bình luận một tí. Sau đó là sau khi mà kết thúc uh, có kết quả rồi thì mình bầu chọn một tí chứ mình cũng sẽ không đưa lên như thế này nữa bởi vì mọi người đàm tiếu nhiều quá mình uh, không thích như vậy bạn thoa hoàng có nói là anh hải là quá chuẩn rồi không phải thanh minh kệ họ em ạ à, em hải ok em cảm ơn anh thôi bây giờ các bạn có câu hỏi gì không nếu các bạn không có câu hỏi gì nữa thì uh, thì thôi mình sẽ không trả lời câu hỏi gì liên quan của ông vàng nữa đâu bạn uh, Thin Man của nó là có phải các câu lạc bộ ở V-League đang đồng bộ với lối chơi của đội quốc gia? Em xem vài trận gần đây, uh, tiết tấu có vẻ nhanh hơn, chắc chắn là như thế rồi. Vì uh, nói thật là nói theo cái kiểu là như của mình ấy, thì là đấy là cái yêu cầu mang tính thời đại. Các đội bóng muốn thành công được thì bắt buộc họ phải chơi như kiểu như vậy. Hường Nguyễn Thị Thúy của nó là Minh Hải nên nói thì tốt hơn. Ủa rồi em nói xong rồi mọi người cứ nói là em thế này thế kia. Chả. Bạn Quyên Đỗ của nó là hỏi mãi chẳng thấy trả lời gì chán. Hồng Trần nếu có thể nhờ Minh Hải hỏi vận động viên. Nếu có thể nhờ Minh Hải vận động mọi người tác động thật mạnh mẽ để Hoàng Đức trở lại đi nhé. Tác động để làm gì ạ? À? Tại sao chúng ta lại phải tác động? bây giờ một ông huấn luyện viên mà sẵn sàng thay đổi quyết định của mình bởi sự tác động của những người khác thì chúng ta có nên lựa chọn ông ấy không? Chúng ta lựa chọn ông ấy là bởi vì ông ấy chịu được áp lực, là bởi vì ông ấy ông ấy sẵn sàng làm theo những cái điều mà ông ấy cho là đúng chứ không phải là đi theo số đông hoặc là sợ áp lực. Mình chả bao giờ mình đi kêu gọi ai đó vận động ai đó để tác động cho Hoàng Đức trở lại cả. Bạn ấy có trở lại được hay không là do bạn đấy. Bây giờ yêu cầu của ông Chu Xê là có thêm cái mảng phòng ngự nữa Nếu Hoàng Đức không phòng ngự được Hoàng Đức ao ra khỏi đội hình chính Chuyện đấy là chuyện rất bình thường Đúng không ạ? Còn nếu về sau thay ông Chu Xê và các huấn luyện viên khác sử dụng nó Hoàng Đức Thì lại sử dụng bình thường Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn đó Các bạn có câu hỏi gì ngoài cái danh hiệu của ông Vàng Các bạn đặt ra mình sẽ trả lời nhá Đấy và mình, mình vẫn chia sẻ với các bạn về chiếc áo khoác lót lông này áo lót lông này cực kỳ đẹp luôn. Nó vẫn là những chiếc áo trước đây, vẫn đẳng cấp trước đây nhưng bây giờ được thêm một cái một cái một cái, uh, cái đệm bằng lông ở bên trong. Đấy, nó rất mềm mịn mượt mát, nó không bao giờ bị kích kích ứng ra đâu các bạn ạ. Thoải mái luôn. Nó làm cho chúng ta cảm thấy ấm hơn. Đấy và nó giữ nhiệt cho các bạn trong những cái mùa đông lạnh như này như kiểu Hà Nội. Thời tiết bây giờ ở miền Bắc thì cực kỳ lạnh. Chiều ngày hôm nay mình đi uh, trên đường mà thật sự luôn là kẻ găng tay bịt mặt đeo khẩu trang đội mũ quấn khăn. Đấy và mặc áo. Nhưng mà lúc về thì thực sự là cũng vẫn cảm thấy hơi lạnh lạnh. Thế là các bạn nhớ đi mặc thêm cái áo len vì chiều ngày hôm nay là mình đi mình chỉ mặc duy nhất một cái áo sơ mi ở bên trong. Thế là lúc vào buổi tối về thì nó hơi lạnh hơn một chút. Thế là mình về mình đã thay ngay cái áo len này vào. Còn bây giờ thì là chấp tất luôn. Số điện thoại mình để trên logo 0889333300. Chiếc áo này giá của nó là 998 000 Nhưng nếu các bạn mua hai chiếc thì giá chỉ còn là 1 triệu 698 000 Nhưng các bạn sẽ được tặng một cái ví da cá sấu trị giá đến 1 triệu 598 000 Visento.vn là địa chỉ mà các bạn vào đó để các bạn lựa chọn các combo Tức là các bạn thích cái áo uh, sơ mi này, các bạn thích cái áo phông kia, áo polo này, áo khoác kia là các bạn cứ làm thành một cái combo Đấy, năm hết Tết đến rồi, các bạn có thể tặng quà cho bố, còn tặng quà cho anh, tặng quà cho chồng, tặng quà cho thầy, tặng quà cho sếp. Các bạn cứ gom nó vào thành một combo. Sau đó là Vicento sẽ thông báo cho các bạn mức giảm giá giật mình luôn. Và những cái món quà của Vicento thì các bạn không bao giờ phải suy nghĩ. Nó cực kỳ đẹp luôn. Đấy và địa chỉ là 240 Kim Mã Hà Nội. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các bạn cũng đừng quên số điện thoại 0889333300 là số điện thoại để dành cho các bạn đặt hàng cái men V8 này Nó được giảm giá thêm 30% Giá lại chỉ còn 698.000 Trước đây là 968.000 Bây giờ chỉ còn là 698.000 Tất cả vẫn như cũ Những cái dây bình thường trên thị trường bây giờ Cái loại đồng của nó chỉ là 0,7cm Nhưng ở đây nó là 1,5cm các bạn nhé Đấy, có 12, 12 thiết bị nối vào với nhau Các bạn nhìn thấy đây có 4 cổng thì có hai cổng USB và hai cổng Type-C Có 8 ổ cắm điện Đấy, chịu được nhiệt lên đến à, 750 độ Chịu tải được 4000W Các bạn cắm 2-3 lồi lẩu vào đây ăn Tết là rất là bình thường Ở đằng sau này nó có một cái automat màu đỏ này các bạn Khi mà các bạn sử dụng quá tải ở đây Thì nó sẽ nhảy, nó sẽ báo với các bạn Để nó cắt toàn bộ nguồn điện ở đây Và nó cực kỳ an, an toàn Nó cắt trước nhiệt độ cháy cỡ khoảng tầm 10 phút Cho nên các bạn cứ yên tâm Nhà chúng ta có nhiều người lớn tuổi, người già, có phụ nữ và trẻ em, những người không hiểu nhiều về điện Thì chúng ta rất cần sự an toàn Bởi vì sự an toàn của gia đình nó chính là sự yên tâm của mỗi người chúng ta Và đấy cũng là cách mà Vicento đang cố gắng hợp tác với Manhau để mang lại cho các bạn những cái sản phẩm tốt nhất Số điện thoại mình để trên logo 0889 333300 Và website là manhau.vn Một đổi một trong vòng 6 tháng Và các bạn yên tâm là các bạn sẽ được bảo hành lên đến 1 năm À, nếu các bạn đi ra ngoài mà các bạn mua ấy thì các bạn hỏi là thế bây giờ có được bảo hành không họ bảo là bảo hành một năm vậy thì tính theo ngày nào bởi vì họ không bao giờ có tem đấy chúng mình có tem nhá tem để khẳng định rằng là đây là hàng xịn tem để khẳng định rằng là các bạn mua ngày nào và nó sẽ như thế nào cực kỳ tuyệt vời luôn cảm ơn mọi người rất là nhiều các bạn có câu hỏi đừng liên quan đến đừng liên quan đến quáng vàng thì đặt ra cho mình nhá dạo này mọi người không hỏi đến uh, cái danh sách sơ bộ nữa nhỉ? bạn uh, Nguyễn Văn Lai có hỏi là mình đọc báo thấy vận động viên Nguyễn Minh Chiết uh, nguy kịch sau tai nạn trong lúc tập luyện gia đình em ấy rất khó khăn mọi người nên quan tâm ủng hộ để em ấy để chữa trị dân thương ngày hôm nay đồng loạt tất cả các báo thể thao đều uh, viết về Chiết và thật sự hôm nay đọc cái tâm sự của bố mẹ chết thì đúng là đúng là rất là đau lòng bây giờ không có một cái điều ước gì cả chỉ có một điều ước duy nhất đó là con lành lặn để trở về thật sự là buồn bạn vũ thiên nói là thông tin anh hải rất giá trị à, sao nhiều người bảo anh hải là người âm thầm tác động chia rẽ cầu thủ các câu lạc bộ Bên ngoài lại nói là động viên xây dựng buồn thật Nói chung là mình thật sự mình chán lắm ấy Nhiều lúc thật sự là rất buồn Chả biết làm thế nào ấy Bây giờ nói thật là nói thế nào cũng chán thua gì Buồn Bạn Tuấn Anh Trần của nó là Hỏi anh Hải một câu nhạy cảm không biết anh có dám trả lời không Nếu mà bạn coi đây là sự thách thức thì mình không trả lời đâu còn nếu bạn đặt câu hỏi thì bạn cứ đặt thoải mái. Nếu như mình biết thì mình sẽ trả lời bạn. Bạn Queener Hoa có nói là mình chỉ tín nhiệm kênh của Minh Hải thôi. Cảm ơn bạn rất nhiều. À, Mai Văn Được có nói là theo tôi là Hoàng Đức vàng vì công hiến thời gian dài. Còn Tuấn Anh Bạc, Tuấn Hải đồng vì Hải công hiến thời gian thức thời thôi. Minh Hải nghĩ sao? Em chả nghĩ sao cả. Bởi vì nếu như là anh nói là một khoảng thời gian dài thì nên... 10 10 năm chúng ta mới trao một quả bóng vàng hoặc 5 năm mới trao quả bóng vàng. Còn đây là tính từ đầu năm thôi, tính từ đầu năm 2023 đến cuối năm 2023. Thì em tính tất cả các chỉ số thì Tuấn Hải đều nhỉnh hơn so với Hoàng Đức. Bạn Lê Nam Phan gọi đó là anh giải thích bóng đá kiểm soát chưa thấy thực sự khác biệt về triết lý giữa ông Park và ông Philip thậm chí ông Park còn tỉ mỉ chu đáo và tính toán kiểm soát thế trận con người mọi thứ ổn hơn. Về mặt tổ chức đội bóng mình đánh giá thì Park cao hơn. Về độ chi tiết mình đánh giá thì Park cao hơn. Nhưng mà cái cái tư tưởng là sẵn sàng mạo hiểm để có được kết quả đột biến thì mình đánh giá ông Philip Chuse cao hơn. Cái tính kiểm soát ở đây là chúng ta nhìn thấy cái kiểm soát thì nó bao gồm rất nhiều yếu tố kiểm soát nó là kiểm soát về mặt thế trận nó là kiểm soát về bóng nó là kiểm soát về uh, lực lượng nó là kiểm soát về thể lực nó là kiểm soát về phòng ngự nhưng ở đây là kiểm soát bao nhiêu đúng không ạ mà kiểm soát bao nhiêu ví dụ như là bình thường khi mà mình chỉ nói về một cái yếu tố đơn giản như là kiểm soát tốc độ chẳng hạn thì ví dụ như là khi chúng ta có bóng thời huấn luyện viên park hang seo là kiểm soát quả bóng và truyền qua truyền lại tức là chấp nhận là cho thời gian trôi qua đi mà chúng ta không giải quyết được vấn đề gì nhưng ông chu C thì khác ông phải đẩy nhanh lên luôn khi có bóng lại phải đẩy nhanh lên luôn tiến về phía trước tạo ra những cái sự đột biến và dứt điểm cầu môn thì hai cái này là hai cái khác nhau hoàn toàn bạn đào nguyễn có nói là minh hải có dịp phỏng vấn huấn luyện viên kia thơ sắc anh nhé xem anh có kế hoạch gì trong tương lai cho anh gia lai không chắc chắn rồi mình tới đây mình sẽ cố gắng sẽ cố gắng bạn Thúy Nguyễn có nói là tự tin Hải ơi, ý kiến trái chiều thế mới là đời. Cố gắng làm tốt nhất có thể Hải nhé, em chắc chắn rồi. Thật sự là em tính em là cũng hay chia sẻ. Cho nên là mà đôi khi mình cũng sống tình cảm đấy. Thế nhiều khi cứ bị nói thế này thế kia thì mình cũng hơi buồn Nhưng mà em biết đấy là cuộc sống rồi Không có vấn đề gì cả Bạn Cường Lê Văn có nó là áo Vicento áo lạnh có hai lớp ấy ở ngoài bán giá có 700 000 một áo mà. Thế bạn cứ mua thôi. Bạn cứ mua thôi để xem xem là nó là nó có bền hay không. Bây giờ bạn mua một cái của Vicento, bạn mua một cái đó. Bạn mặc giống nhau, bạn giặt trong môi trường giống nhau. Xem xem cái nào nó sẽ hỏng trước, cái nào sẽ bạc màu trước. Mình nói với các bạn luôn là cùng thì là một cái loại áo nhìn giống nhau hoàn toàn. Nhưng cái loại hàng fake bây giờ nó chỉ có trăm mấy thôi. Nhưng nếu mà cái loại hàng xịn bây giờ nó là triệu mấy rồi Mình nói thật là hôm vừa rồi mình vừa mua một đôi quần Cái này là chia sẻ nhẹ với mọi người thôi Đấy, nếu mà hàng chính hãng của nó là nó rơi vào khoảng tầm 1 triệu 700 nghìn một cái Đấy, nhưng mà nếu mà mua cái hàng fake ấy Thì nó chỉ có 208 một cái thôi Nếu mà mua hai cái còn được free ship cơ Nhìn hai cái hoàn toàn không có gì khác nhau cả Đấy, mình khẳng định với các bạn là như thế cho nên là bây giờ các bạn biết rồi Nó làm giả rất là nhanh Các bạn nhìn bằng mắt thường cho các bạn Các bạn không biết đâu Nhưng nếu các bạn để ý Các bạn mua ấy, Các bạn chỉ cần kéo cái 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 này này Đây, Mình cho các bạn xem này. Đây các bạn bè kéo cái này, Nếu như bình thường ấy Các bạn mà mua ở ngoài ấy Các bạn kéo này nó nhè hết cả cái chân chỉ ra Nhưng bọn mình thì bao giờ cũng thế Cây ngay là không sợ chết đứng Các bạn cứ yên tâm Chúng mình là luôn luôn làm thật Ăn thật Chứ không phải chơi ảo gì cho nó mệt cả à, Cảm ơn mọi người rất là nhiều Bây giờ thì Minh Hải xin được dừng luồng livestream tại đây Ngày mai nếu các bạn muốn thì chúng ta sẽ lại trở lại với những đề tài của đội tuyển quốc gia Bây giờ thì Minh Hải xin được kính chào, tạm biệt